tay phơn tay nước tiểu một mình nuôi lớn nữ nhi. Nữ nhi không chỉ có thiên phú tuyệt luân, hơn nữa tu vi vô song, mới có 8 tuổi rưỡi liền vô địch khắp thiên hạ. Ngay tại sau khi Sở Linh Nhi một chiêu diệt mấy trăm tên tiên vương, Sở Linh Nhi chiêu này huyết hải phần thiên, đem ở đây tất cả mọi người gây kinh hãi. Dù là Vệ Thăng Kim loại này tiên tôn hậu kỳ, đều bị giật nảy mình. Một chiêu miểu sát mấy trăm tiên cảnh còn có thể lý giải, thế nhưng là bên trong không đơn giản chỉ có tiên cảnh, còn hòa với không ít tiên vương à. Dù là hắn cái này tiên tôn hậu kỳ, cũng làm không được một chiêu giết mấy trăm, tối đa cũng liền có thể một chút giết mười mấy thôi. Chính yếu nhất những này tiên vương cường giả, tại Sở Linh Nhi cái này tân tấn tiên vương thủ hạ, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực phòng ngự có thể nói. Nhục thể cùng linh hồn phòng ngự, đều bỏ qua hết. Cái này chính là ngân hồn hỏa uy lực sao, thực sự quá cường hãn. Sở dĩ khó mà thức tỉnh, cũng là có đạo lý của nó. Nếu không phải đụng phải loại này tài đại khí thô phú bà, chỉ sợ vẫn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bạch Hạc, Ngưu Thập Tam cùng những cái kia tiên tôn thấy thế là muốn rách cả mí mắt. Vừa mới còn trùng trùng điệp điệp một đống người, mọi người hăng hái muốn bắt lại cái này giết phó thành chủ Ác Ôn. Kết quả Ác Ôn vừa đối mặt, liền đem bọn hắn làm chỉ còn giải rác mười mấy người rồi. Này làm sao chơi, đánh ngươi mũi à? Mà những cái kia xem trò vui cỏ đầu tường, cũng đều là nhao nhao lui về sau một chút khoảng cách, sợ bị Sở Linh Nhi giết lầm. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Cái này tà môn một chiêu là ai dạy ngươi? Tu luyện cái thế tà công, ta tất yếu báo cáo đạo tông, đến lúc đó sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, dù là phía sau ngươi người cũng phải chết. Bạch Hạc hai mắt huyết hồng quát, Ngưu Thập Tam cũng là thanh sắc câu lệ giống lên, làm càn, không chỉ có giết ta thương hội ít hội trưởng, hôm nay càng là giết nhiều như vậy vô tội nói bạn. Này tội đáng diệt tộc, ngươi như bó tay đợi trói, chúng ta còn có thể xử lý khoan dung. Nghe vậy, Sở Linh Nhi căn bản không có để trong lòng, ngược lại một trận cười nhạo, xử lý khoan dung, đem ta đẩy lên rộng lượng địa phương cho xử lý, đúng không? Nói thật cho các ngươi biết đi, một chiêu này chính là ta sư phụ, Vô Lương Thiên Tôn dạy ta, có vấn đề gì các ngươi tìm hắn. Lời này vừa ra, ở trong sân nhấc lên sóng to gió lớn, toàn trường tất cả tu sĩ đều là toàn thân chấn động, từng cái kinh hãi nhìn qua Sở Linh Nhi, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Cái gì, nàng lại là Vô Lương Thiên Tôn đồ đệ, thế nhưng là Vô Lương Thiên Tôn có đồ đệ sao? Ai biết được, loại kia hỉ nộ vô thường tà nhân ai dám đi phỏng đoán, vạn nhất lại có đâu. Hơn nữa nhìn nha đầu này động một tí giết người đốt thi thủ đoạn, thật đúng là cùng Vô Lương Thiên Tôn phong cách rất giống à. Lại nói, nếu nàng không phải đối phương đồ đệ, nàng lại sao dám đem ra công khai. Nói không sai, cái trước giả mạo Vô Lương Thiên Tôn đồ đệ, mộ phần cỏ đã. À không, hắn không có mộ phần cỏ, trực tiếp bị nghiền xương thành tro. Liền ngay cả Bạch Hạc cùng Ngưu Thập Tam, nghe được Vô Lương Thiên Tôn danh hào về sau, đều là con người co rụt lại mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Sở Linh Nhi tự nhiên chú ý tới một màn này, cảm thấy cái này giả mạo sư phụ tên tuổi, thật đúng là rất tốt làm. Dùng để cõng hắc oa, không có gì thích hợp bằng. Hừ, sợ rồi sao? Chỉ cần các ngươi cho ta đầy đủ đền bù, Linh Nhi ta liền bỏ qua các ngươi. Không phải ta để cho ta sư phụ ra, đánh chết các ngươi đám người này. Sở Linh Nhi hai tay chống nạnh cau mũi một cái, dạng như vậy muốn bao nhiêu thần khí có bao nhiêu thần khí. Bạch Hạc cùng Ngưu Thập Tam nhìn nhau, trao đổi cái ý nghĩ. Hai người đều biết, chuyện cho tới bây giờ căn bản không có lượn vòng chỗ trống. Ngươi quấn lấy bọn hắn, ta quấn bước nhỏ bắt kia yếu nhất nha đầu, chờ trong tay có thẻ đánh bạc sẽ tốt đánh rất nhiều. Tốt, Bạch Hạc gật đầu đáp, hai tay hất lên một cỗ tử sắc khí độc liền từ trên thân tràn ngập ra. Khí độc hình thành một con lớn hạc, hướng phía trước nhất Nguyệt Kim đánh tới. Nguyệt Kim bị giật nảy mình, vội vàng trốn tránh, trong nháy mắt loạn tiết tấu, bị mấy người còn lại đánh chật vật đến cực điểm. Con mẹ nó, là các ngươi bức ta đó, bổng đến. Hét lớn một tiếng, Nguyệt Kim móc ra một cây lông dài gai nhọn cự đại lang nha bổng. Bổng tử nơi tay, Nguyệt Kim khí thế như rồng. Nhìn thấy cây gật lớn trong tay ta không? Hôm nay, lão tử để các ngươi hảo hảo nếm thử, cái gì gọi là hạt tròn cảm giác, nhìn đâm. Bất ngờ không đề phòng, một vị tiên tôn bị thọc vừa vặn, lạch cạch một tiếng, gà bay trứng vỡ. A à, hô hố, đừng chuyển. Ách a, ngươi mợ nó, đâm liền đâm nha, còn chuyển vài vòng có ý tứ gì? Nhìn qua kia dính đầy máu tươi cùng lòng đỏ trứng lang nha bổng, tới đối địch mấy cái kia tiên tôn sắc mặt biến đổi lớn, chiến thuật ngửa ra sau tranh thủ thời gian tránh né. Nhưng mọi người ở đây lực chú ý đặt ở Nguyệt Kim nơi này lúc, kia Ngưu Thập Tam lại biến mất ngay tại chỗ, lợi dụng thời gian rảnh khe hở vây quanh yếu nhất Hồ Đồ Đồ sau lưng. Kiệt kiệt kiệt, Đồ Đồ, ngươi Ngưu gia gia đến rồi. Trường Ngưu gia gia đem ngươi bắt lại, ta nhìn các ngươi còn thế nào phách lối. Một tiếng càn rỡ cười to, dọa đến Nguyệt Kim, Vệ Thăng Kim mấy cái trận cước đại loạn, hỏng bét, lại bị chui chỗ trống. Thấy thế, Bạch Hạc cười ha ha, đạt được, mà Hồ Đồ Đồ,
cũng bị sau lưng cái này bỗng nhiên xuất hiện lão đầu dọa cho nhảy một cái. Nhìn qua Ngưu Thập Tam nhanh chóng tới gần, Hồ Đồ Đồ luống cuống. Không được qua đây, ngươi không được qua đây à? Đồ Đồ ta rất lợi hại, ta cho ngươi biết. Thật sao, có bao nhiêu lợi hại? Cho Ngưu ra ra khang khang. Ngưu Thập Tam kiệt 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 mà cười cười, mảy may không có đem đối phương uy hiếp để vào mắt. Hồ Đồ Đồ bối rối đến cực điểm, dưới tình thế cấp bách từ trong túi lấy ra một nắm lớn đồ vật, một mạch hướng đối phương đập tới. Một giây sau, liên tiếp nổ thật to tiếng vang lên, Bạch Hạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ vì Ngưu Thập Tam bị tạc đến tan xương nát thịt. Con mợ nó, Tiên Tôn Phủ, ngươi mợ nó thành sự không có bại sự có dư, cười cái dám cười, trực tiếp động thủ bắt người không được sao? Không phải cười một cái để cho địch nhân kịp phản ứng, tốt biểu hiện ngươi tồn tại cảm giác, lão tử phúc do ma giờ ngươi, ngu xuẩn. Bạch Hạc chửi ầm lên. Hồ Đồ Đồ cũng là sống sót sau tai nạn vỗ bộ ngực, ngượng ngùng nhìn qua đám người. Trước đó Linh Nhi tiểu thư đưa ta phòng thân, mọi người ở đây bị Ngưu Thập Tam chớt mà hấp dẫn ánh mắt lúc. Sở Linh Nhi đã lặng lẽ meo meo ẩn núp quá khứ, đi vào đau khổ trèo chống dược lão bên người. Hai tay cắm xuống, thành công âm chớt hai vị thất thần tiên tôn sơ kỳ. Hai người ngực đau xót, lấy lại tinh thần đã thấy Sở Linh Nhi kia nụ cười bỉ ổi. Bọn hắn thề, đây là bọn hắn gặp qua kinh khủng nhất cười. Rất nhanh, hai người thành thây khô, ngay cả linh hồn đều bị Sở Linh Nhi trong ngực sinh tử bộ, cho hút vào. Không được, rút lui. Bạch Hạc sắc mặt đại biến, bây giờ tôn cấp một ít, căn bản là không cách nào lại chống lại Vệ Thăng Kim bọn người. Muốn chạy, nghĩ hay thật, huyết hải lồng giam. Sở Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, dùng ngân hồn hỏa cùng huyết sát chi lực, đem không gian xung quanh phong tỏa. Trảm thảo trừ căn đạo lý này nàng biết, đối mặt nhiều như vậy kinh nghiệm, nàng há có thể buông tha. Có ngân hồn hỏa cái này chuyên môn thiêu đốt linh hồn hỏa diễm ngăn cản, Bạch Hạc tự biết xông ra đi cũng là trọng thương, tuyệt đối chạy không khỏi Nguyệt Kim đám người truy sát. Dứt khoát đột nhiên quay đầu, chuẩn bị cá chớt lưới rách. Muốn giết ta Bạch Hạc, bản tôn liền là chớt, cũng phải băng rơi các ngươi mấy khỏa răng hàm. Đi chớt đi tiểu nha đầu. Bạch Hạc hướng Sở Linh Nhi đánh tới, Sở Linh Nhi cũng mang theo khuôn mặt tươi cười hướng hắn đánh tới. Hai người bàn tay riêng phần mình rơi vào trên người đối phương, Bạch Hạc khóe miệng dần dần giơ lên ý cười. Nhìn ngươi có chớt hay không, ách, sao, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đánh nổi? Hắn tưởng tượng bên trong, Sở Linh Nhi bị hắn một chưởng đánh cho nhục thể bắn nổ hình tượng, cũng không có xuất hiện. Ngược lại bộ ngực mình đau xót, toàn thân lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Không kịp nghĩ nhiều, kịp phản ứng trước tiên hắn liền muốn trốn. Làm sao Sở Linh Nhi tựa như da trâu thuốc cao, một mực kề cận hắn, cũng trốn không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua mình, bị móc sạch khí huyết. Bạch Hạc ngừng lại, ánh mắt trống rỗng. Cái này chính là bị nữ nhân cắm cảm giác sao? Giống như có đau một chút. Bạch Hạc hồn phách bị thu, một vị tiên tôn hồn phách, đối trước mắt Kháo Sơn Tông mà nói, vẫn là rất hữu dụng. Kháo Sơn Tông thiếu, chính là loại này bên trong cấp cao chiến lực. Vì mình cái này cha, Sở Linh Nhi cảm thấy mình là thao nát tâm. Cha, ta liền nói ta là ngươi chi kỷ nhỏ áo bông đi, ngươi nhìn. Cái này chuẩn bị cho ngươi nhiều ít làm công, quay đầu để tiểu cô cho hết thảy luyện thành quỷ nô. Sở Linh Nhi ngạo nghễ quay đầu, cười tủm tỉm nhìn qua đám người. Ta không thấy vừa người. Bản tiểu thư, chưa từng thấy kiên cường đến để cho ta đánh không xấu, hắc hắc hắc. Sở Linh Nhi ánh mắt liếc nhìn chỗ, đám người tránh không kịp, không người dám sờ kỳ phong mang. Nhìn thấy Bạch Hạc bên này ngắn ngủi mấy phút, liền ngã hạ 3-4 tiên tôn, còn lại những cái kia tiên tôn chiến ý trực tiếp sụp đổ. Đám người nhìn nhau, phu phu một tiếng quỳ xuống. Tiểu thư, chúng ta nguyện vì ngài đi theo làm tùy tùng, còn xin cho cái cơ hội, chúng ta muốn làm người tốt, cho các ngươi cơ hội vì ta đi theo làm tùy tùng, tốt lắm. Sở Linh Nhi cười nhảy tới, tại những cái kia tiên tôn sống sót sau tai nạn ánh mắt bên trong, đem tay nhỏ cắm vào bọn hắn ngực. Giết các ngươi, đồng dạng có thể vì ta hiệu lực. Tại mấy người trợ giúp dưới, những này tiên tôn đều thành Sở Linh Nhi chất dinh dưỡng, hút ăn đám người này về sau, Sở Linh Nhi cảnh giới xem như vững chắc. Đến tiên vương cảnh về sau, thăng cấp liền chậm rất nhiều, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Vực ngoại nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần mình có thể gây tai họa, còn sâu không có địch nhân hút. Ngươi, ngươi thế mà đem Bạch sư bọn hắn đều giết. Xú nha đầu, ngươi làm sao dám? Lúc này, Lâm Lang Thiên cũng từ đồ sát bên trong thanh tỉnh lại, căm tức nhìn Sở Linh Nhi. Sở Linh Nhi nhếch nhếch miệng, ta đây không phải giết nha, hiện tại đến phiên ngươi nha. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên không có sợ hãi cười ha ha. Ngươi giết ta, ngươi dám không, ngươi có biết ta bây giờ thân phận? Nói thật cho ngươi biết đi, đạo tông Lý Gia lão tổ đã muốn đem ta thu làm đệ tử, chỉ đợi ta đột phá tiên cấp liền có thể đi Lý Gia. Chỉ cần ngươi dám giết ta, ngươi liền sẽ biết mình chết như thế nào, ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Đến a, tới giết ta a, ngươi chỉ giết được vô danh tiểu tướng,
ngươi dám giết ta sao? Lâm Lang Thiên không có sợ hãi hô lên, đạo tông Lý gia, bây giờ chính là hắn Ô Dù, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể cùng hắn so bối cảnh cũng là không nhiều. Nghe được đối phương, liền ngay cả Nguyệt Kim đều là hít sâu một hơi. Cái gì, Lý gia lão tổ Lý Nho quyết định thu ngươi làm quan môn đệ tử rồi, kia Lý Kiệt đâu? Ha ha, đương nhiên từ sư phụ ta biến thành ta sư huynh a, ý không ngoài ý muốn, hài lòng hay không, kinh không kinh hỉ. Lâm Lang Thiên gánh vác lấy tay, lãnh khốc nói, nhìn trước mắt Vệ Thăng Kim bọn người, trong lòng tràn đầy khinh thường. Nguyệt Kim một mặt ngưng trọng, Linh Nhi tiểu thư, cái này sợ là giết không được a. Lý gia lão tổ chính là tiên đế hậu kỳ cường giả, mà lại đặc biệt bao che khuyết điểm, lấy Lâm Lang Thiên cái này liên quan cửa đệ tử thân phận, nhưng so với ta địa vị còn mạnh hơn a. Nguyệt Kim chỉ là Nguyệt gia gia chủ con riêng, giống Nguyệt gia loại này tu luyện thế gia, nhà ai gia chủ không có mấy chục trên trăm đứa con cái, chớt mấy cái chẳng có gì lạ, nhưng là quan môn đệ tử thế nhưng là chỉ có như vậy một cái. Trình độ trọng yếu có thể nghĩ, nhi tử chớt còn có thể tái sinh, khả năng kế thừa chính mình y bát siêu cấp thiên tài, lại không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Mẹ nó, gia hỏa này cũng bởi vì đã thức tỉnh thiên truy bách luyện thể, liền thành hàng bán chạy, nhảy lên bay lên đầu cành a. Vệ Thăng Kim thầm mắng vài tiếng, nghe đám người kia lo lắng lời nói, Lâm Lang Thiên càng thêm không chút kiêng kỵ, hắn chắc chắn đám người này tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy đắc tội Lý gia lão tổ, đến giết chết chính mình. Kiệt kiệt kiệt, đến a, tới giết ta a, đầu của ta liền bày tại. Ngươi dám không, chỉ cần ngươi dám ta quyết không hoàn thủ. Sở Linh Nhi nhếch nhếch miệng, đây không phải còn không có trở thành quan môn đệ tử nha, mọi chuyện còn chưa ra gì, vội cái gì. Linh Nhi ta chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Muốn báo thù, ngươi để ngươi cái kia sư phụ lão tổ, đi tìm ta sư phụ Vô Lương Thiên Tôn đi, nhà ai không có cái sư phụ. Sở Linh Nhi thân ảnh lóe lên, tại Lâm Lang Thiên trong ánh mắt kinh ngạc, quả quyết một kiếm hướng cổ chém tới. Đầu lâu bay lên trời, trên cổ huyết dịch trút xuống như trụ, cốt cốt ứa ra. Phù phù, kia không đầu thân thể ngã trên mặt đất. Đầu lâu kia bên trên, còn mang theo kinh dị cùng không dám tin biểu lộ. Tựa hồ không nghĩ tới, Sở Linh Nhi thế mà như thế hổ, thật dám giết hắn. Tốt, ta thỏa mãn ngươi, ngươi vui vẻ à. Lâm Lang Thiên đầu há to miệng, lại không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng mọi người đều biết hắn mắng cực kỳ khó nghe. Sở Linh Nhi trở tay lại là một trưởng nội lực đánh ra, đem đầu lâu này cùng thân thể chấn thành thịt nát. Lâm Lang Thiên mới trụ cấp thực lực, đối Sở Linh Nhi nửa điểm tăng lên đều không có, nàng mới lười nhác hấp thu đối phương huyết khí. Một đạo lưu quang từ Lâm Lang Thiên thể nội toát ra, đem Sở Linh Nhi bộ dáng cùng khí tức cho ghi chép bên trên, trong nháy mắt phá toái hư không biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Kim bọn người thấy thế, thở dài. Bọn hắn có thể tưởng tượng, tiếp xuống Sở Linh Nhi tuyệt đối sẽ bị đạo tông toàn cảnh truy nã, cho dù là hắn mượn nhờ Nguyệt gia thân phận, đều khó mà ngăn cản. Sự tình huyên náo quá lớn, Lâm Lang Thiên chết, dọa đến Lý Long Cứt Đái cùng Lưu, trong nháy mắt đã hôn mê, nhưng lại khó thoát Sở Linh Nhi chảm thảo trừ căn, bị một kiếm xoắn nát. Bên ngoài sân những cái kia người quan chiến cũng đều dọa cho phát sợ. Mấy trăm tiên cảnh tiên vương toàn bộ gãy, tăng thêm 13 vị tiên tôn, cùng Lý gia lão tổ quan môn đệ tử bỏ mình. Những tin tức này nếu là truyền đi, đạo tông tuyệt đối là muốn phát sinh động đất a. Ừm, các ngươi còn tại nhìn cái gì vậy? Muốn lưu lại bồi bồi đám người này sao? Sở Linh Nhi ánh mắt liếc nhìn tới, kia một đám cỏ đầu từ người xem, bá một tiếng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản kín người hết chỗ sơn cốc, trong nháy mắt thanh không, chỉ để lại kia một chỗ thi thể. Gặp sự tình phát triển đến tận đây, Nguyệt Kim cùng Vệ Thăng Kim đều là thở dài không thôi. Tiểu thư, đạo tông cảnh nội ngươi sợ là không thể ở nữa. Phủ thành chủ cùng đạo tông Lý gia tuyệt đối sẽ truy sát người. Chỉ sợ hiện tại thành chủ Lý Kiệt đã được đến tin tức, mà lại vừa mới nơi này nhiều người như vậy nhìn thấy chúng ta giết Lâm Lang Thiên, tuyệt đối huyên náo xôn xao. Không được, ngươi mau trở lại cha ngươi nơi đó à, sợ chỉ có hắn có thể bao lại ngươi, cho dù chúng ta đều chuẩn bị đi đường tránh một chút. Đám người mặt mang vẻ buồn rầu, Hồ Đô Đô cũng là sầu lo không được, mình vốn là đi theo tìm chỗ dựa, làm sao thù cũ còn không có giải quyết, thù mới lại sâu. Nhà ta Linh Nhi tiểu thư là thuộc bổng tử sao, thế nào như thế có thể đâm rắc rối. Nghe được đám người thuyết phục, Sở Linh Nhi lời thề son sắt vỗ bộ ngực, tuyệt không bối rối. Sợ cái gì, có cha ta cái này siêu thoát cảnh tại, các ngươi tại sao phải sợ hắn mặc kệ ta, hắn coi như ta món này nhỏ áo bông đâu, lại nói các ngươi cũng đều là ta già Sở gia bằng hữu. Yên tâm đi, có vấn đề cha ta sẽ ra mặt, ta già Sở gia bảo kê các ngươi. Đám người nghe xong, nghĩ đến Sở Mặc kia cao thâm mặt chắc bản lĩnh, trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt, trở nên cũng không còn bối rối. Nói có đạo lý, có Sở tiền bối tại, ai dám động đến Sở tiểu thư ngươi? Ai, chúng ta là bị đạo tông Lý gia ngày xưa uy nghiêm, dọa sợ,
thế mà quên Sở tiền bối cái này gốc dạ. Tốt, đã tiểu thư còn không sợ, ngươi cũng nói bảo bọc chúng ta, vậy ngươi nói hiện tại như thế nào ta liền như thế nào. Mấy người cái eo thẳng tắp, trở nên không có sợ hãi. Mình thế nhưng là siêu thoát cảnh đại lão, chính miệng thừa nhận bằng hữu. Ai dám động đến hình ta, đến động một cái thử một chút, nhìn nàng một cái già Sở ra đánh không đánh ngươi liền xong rồi. Sở Linh Nhi như bà cụ non, trước đám người lộ ra nụ cười vui mừng. Dạng này mới đúng chứ, cùng ta Sở Linh Nhi hỗn, một mực mãng liền tốt, cha ta sẽ chùi đít. Theo ta thấy, thù này đã kết, hắn phủ thành chủ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Không bằng chúng ta mấy cái, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đánh tới phủ thành chủ. Thừa dịp hắn còn không có chuẩn bị, bắt hắn cho diệt đi, các ngươi thấy thế nào? Sở Linh Nhi liếm môi một cái, có chút điên cuồng. Động thủ trước vì mạnh, sau động thủ lúc gặp nạn, đạo lý này nàng nên cũng biết. Mà lại đây chính là phủ thành chủ A, nếu là cho đoạt, có thể được đến nhiều ít bảo bối. Cha nhất định sẽ khen ta, là kiếm tiền tiểu năng thủ, chỗ nào sẽ còn trách ta gây rắc rối. Mà lại, đây cũng không phải là Linh Nhi ra tay trước, là bọn hắn động thủ trước, ta chỉ là phòng vệ mà thôi. Nghe nói như thế, đám người trái tim đột nhiên nhảy một cái, lập tức lâm vào trần chờ ở trong. Cái này không tốt lắm đâu. Diệt phủ thành chủ thế nhưng là công nhiên cùng đạo tông tuyên chiến. Đây là khiêu khích quyền uy đạo tông A. Người đều giết, sợ cái chùy, đạo tông có siêu thoát cảnh cường giả sao? Sở Linh Nhi tùy tiện hỏi. Đám người cùng nhau lắc đầu, này cũng không có, tối đa cũng chính là tiên đế đỉnh phong đến nửa bước siêu thoát dáng vẻ, hơn nữa còn không phải Lý gia người. Sở Linh Nhi trong mắt hơi híp, khoát tay áo, kia chẳng phải kết rồi, tiên đế nhà ta cũng có, mà lại cô ta cũng là tiên đế đỉnh phong đâu, chớ sợ. Các ngươi mau nói cho ta biết một chút phủ thành chủ những năm này làm qua chuyện xấu, dạng này cha ta hỏi ta tới, ta liền có lấy cớ nói là tại trừ ma vệ đạo, hắn liền sẽ không đánh cái mông ta sao? Chờ đem phủ thành chủ diệt, cùng lắm thì ta phân ngươi nhóm một chút chiến lợi phẩm, còn một người đưa các ngươi một khối lớn kim diệu thạch. Sở Linh Nhi móc ra mấy khối kim diệu thạch, buông tay bên trong tung tung. Nhìn thấy cái đồ chơi này, mấy người mắt đều thẳng. Vãi nhái, phú bà không hổ là phú bà, ngay cả kim diệu thạch thứ chí bảo này đều có, mà lại một cầm chính là mấy khối. Không sai, cha ta, Nguyệt gia gia chủ đương thời, nửa bước tiên đế cao thủ đều mới có một khối to bằng móng tay. Nhưng Linh Nhi tiểu thư cho đều là nắm đấm lớn. Con mợ nó, nếu là cha ta biết, bảo bối của ta so với hắn bảo bối phải lớn, hắn không được hâm mộ thổ huyết. Trọng kim phía dưới tất có dũng phu, kỳ thật bọn hắn cũng không nguyện ý cùng đạo tông Lý gia là địch. Làm sao Sở Linh Nhi cho quá nhiều? Kim diệu thạch loại này có thể để cho trang bị uy lực phiên mấy lần chí bảo. Ai không thèm? Tiên đế đều thèm. Tham lam chiếm cứ lý trí. Mấy người móc ra truyền âm thạch, vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ khắp nơi vì Sở Linh Nhi vơ vét phủ thành chủ chứng cứ phạm tội. Không thể không nói có quan hệ làm việc thật sự là hiệu suất cực cao, thật đúng là bị bọn hắn lấy được không ít thành chủ phủ làm qua chuyện xấu, có thể nói là tội lỗi chồng chất. Nhìn qua truyền âm trong đá những cái kia chứng cứ phạm tội, đám người một mặt khinh bỉ vụng trộm nhìn Sở Linh Nhi một chút. Rõ ràng có thể trực tiếp động thủ, lại vẫn cứ còn muốn tìm lý do. Nữ nhân liền thích làm cởi quần đánh rắm sự tình, váy thật thích hợp các ngươi. Tốt, ta có chứng cứ. Về sau coi như bị tìm tới cửa, ta cũng để ý tới. Đi, dẫn đường, chúng ta đi phủ thành chủ trừng ác dương thiện. Sở Linh Nhi tay nhỏ vung lên, mang theo hồ đồ đồ cưỡi lên lưng kim điêu. Mấy người ma quyền sát trưởng, hướng phủ thành chủ bay đi. Nhưng mà, ngay tại Sở Linh Nhi bọn người rời đi về sau, trên mặt đất kia một đoàn thịt nát thuộc về Lâm Lang Thiên lại quỷ dị chuyển động đứng lên. Tay phương tay nước tiểu một mình nuôi lớn nữ nhi. Nữ nhi không chỉ có thiên phú tuyệt luân, hơn nữa tu vi vô song. Mới có 8 tuổi rưỡi biến vô địch khắp thiên hạ. Ngay tại lúc Sở Linh Nhi bọn người đi tới phủ thành chủ, trên mặt đất cái kia một đoàn thịt nát thuộc về Lâm Lang Thiên lại quỷ dị nhuyễn động. Những cái kia bị tạc nát bấy thịt nát nhúc nhích hội tụ ở cùng nhau, thịt nát quỷ dị gây dựng lại một lần biến thành bộ dáng Lâm Lang Thiên, chỉ bất quá từ thanh niên bộ dáng biến thành bộ dáng trung niên. Lâm Lang Thiên sắc mặt trắng bệch, con mắt trống rỗng, chỉ có màu trắng bạch có chút dọa người, mà lại làn da không xẹp, liền giống như thây khô đồng dạng. Trọng tổ thân thể có chút hoạt động, con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một vòng ánh mắt không giống người. Cái loại cảm giác này tựa như hung thú tuyệt thế trong bóng tối, lãnh khốc, tàn nhẫn, thị sát, không tình cảm chút nào. Thâm thúy trong mắt, bạo phát ra khát vọng cực độ với máu tươi. Khô quắt thi thể rúng gió nhúc nhích, vươn tay nhặt lên một chương bị Sở Linh Nhi hút khô ra người, liền trực tiếp thả miệng bên trong cắn xé. Rồi. Theo Lâm Lang Thiên quên mình nhấm nuốt, trong sơn cốc phát ra trận trận quái âm, nghe cực kỳ khiếp người. Liên tiếp gặm ăn 7-8 tấm da người, Lâm Lang Thiên thân thể tràn đầy không ít, tựa hồ ăn da như đói khát.
lại nằm ở trên mặt đất, hút lên những huyết dịch chưa ngừng kết. Tràng diện cực kỳ kinh dị. Mười mấy phút sau, Lâm Lang Thiên lại lần nữa khôi phục, trắng bệch trong con mắt tách ra cực hạn quỷ dị, khí tức trên thân cũng biến thành vô cùng tà ác. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới bản tôn lại bị giết chết một lần, cảm giác này thật tốt à. Huyết sát chi thể cũng xuất hiện lần nữa sao? Lần này ta cũng sẽ không lại thua ngươi, ta muốn ngươi trở thành chất dinh dưỡng cho bản tôn. Lâm Lang Thiên miệng bên trong phát ra giống như kim loại va chạm, đặc biệt chói tai bén nhọn thanh âm. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ sâu trong linh hồn nở rộ, đem kia trụ cấp tu vi đẩy từ từ dâng lên, sau quán đỉnh tới còn nhanh hơn. Làm xong những này, Lâm Lang Thiên trong con mắt dần dần khôi phục màu đen. Kia tà ác ánh mắt cũng thay đổi đổi thành lãnh khốc cùng kinh ngạc. Đây là, ta Lâm Lang Thiên lại còn sống, chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì lại còn sống? Chân của ta hạ gặm một nửa da người, là ai làm? Lâm Lang Thiên hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì đây là hắn lần thứ hai sống lại. Không sai, hắn lần thứ nhất chết là bởi vì trượt chân rớt xuống cao vạn trượng sườn núi. Không hiểu thấu phục sinh về sau hắn liền cảm giác tỉnh thiên truy bách luyện thể. Giang hồ địa vị nhảy lên ngàn trượng, càng là vào Lý gia lão tổ pháp nhãn, nguyên bản tiền đồ sán lạn. Chỉ tiếc bị Sở Linh Nhi cho cát. Mà lần này sau khi chết lại lần nữa trùng sinh, hắn phát hiện mình tu vi, vậy mà từ trụ cấp đạt tới tiên vương đỉnh phong. Trọng yếu nhất, thiên truy bách luyện thể cũng đi theo phát sinh biến hóa về chất. Thế mà tiến hóa thành cấp cao nhất thể chất, thôn phệ chi thể. Đây chính là thể chất mình tha thiết ước mơ. Trước đó trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được thuốc thể nguyệt trúc tâm, chính là vì kích hoạt thể chất này. Thôn phệ chi thể danh xưng cùng huyết sát chi thể đồng cấp, hai cái thể chất tương hỗ là thiên địch. Cùng huyết sát chi thể không nhìn phòng ngự, hấp thu địch nhân tinh huyết có chút khác biệt. Thôn phệ chi thể không chỉ có thể thôn phệ công kích của địch nhân, hình thành phòng ngự tuyệt đối, càng có thể thôn phệ các loại tử vật hoặc thi thể, từ trong đó trong da thịt, thu hoạch linh khí từ đó nhanh chóng tiến dài, bất thình lình cường đại, để Lâm Lang Thiên trở nên cực kỳ hưng phấn. Ha ha, xú nha đầu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ bắt nạt trung niên nghèo. Mối thù hôm nay, ta nhất định sẽ báo. Lâm Lang Thiên cũng không có lập tức đi tìm Sở Linh Nhi báo thù, mà là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phủ thành chủ bay đi. Hắn hôm nay đã là tiên vương, thỏa mãn Lý gia lão tổ quyết định quy củ, có thể mượn nhờ phủ thành chủ chức truyền tống trận hướng đạo tông, tiếp nhận hùng hậu nhất tài nguyên nuôi dưỡng. Trong sơn cốc phát sinh hết thảy, Sở Linh Nhi cũng không hiểu biết. Thời khắc này nàng đang cùng Nguyệt Kim bọn xuất người cùng đi đến huyết ảnh thành bên ngoài trên không trung, nhìn xuống trong thành những người kia người tới quá khứ tu sĩ, cùng những cái kia tay cầm vũ khí không ngừng tuần tra thành thủ đội ngũ. Sở Linh Nhi ánh mắt trước tiên bị trong thành kia cao nhất lớn nhất kiến trúc hấp dẫn. Oa, lần trước đi ngang qua cái này thành trì ta còn chưa kịp xem thật kỹ, nguyên lai như thế phồn hoa à. Nha nha, các ngươi nhìn cái này thành, vừa dài vừa rộng, các ngươi nhìn tòa lầu này, vừa lớn vừa tròn. Sở Linh Nhi hai tay đánh lên nhịp, ngẫu hứng tới một câu rap. Kia lạnh lùng dáng vẻ, trêu đến bên người mấy cái các lão ra lộ ra gì cười. Ha ha, đạo tông chung 108 thành, nhiều tu sĩ như vậy đều cần đến trong thành mua sắm thu thập vật tư, đương nhiên phồn hoa. Huyết ảnh thành vẫn tương đối vắng vẻ cái chủng loại kia, thành chủ đều chỉ là tiên vương đỉnh phong mà thôi. Chờ tiểu thư về sau có cơ hội đi đạo tông trung tâm thiên tôn thành, ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính phồn hoa. Nơi đó giống chúng ta loại này tôn cấp hậu kỳ cao thủ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì ngươi không biết một giây sau sẽ có hay không có ẩn thế tiên đế nhảy ra đánh ngươi. Vệ Thăng Kim cũng là mọi người tộc gia, tự nhiên đi qua thiên tôn thành, nửa đùa nửa thật giải thích một câu, bất quá khoa trương thành phần chiếm đa số, tiên tôn hậu kỳ vẫn là rất cường đại. Sở Linh Nhi một mặt hướng tới nhẹ gật đầu, chờ giải quyết phủ thành chủ lại nói. Bởi vì phủ thành chủ thuộc về đạo tông, dựa lưng vào đạo tông tổ chức này, căn bản không ai dám bốc lên bị đạo tông truy sát phong hiểm, đến đối phủ thành chủ khởi xướng tiến công. Cho nên to như vậy một thành trì, ngay cả một tòa hộ thành đại trận đều không có, trực tiếp bày ở Sở Linh Nhi bọn người trước mắt. Nhìn qua kia đại khí bàng bạc tràn ngập uy nghiêm phủ thành chủ, Sở Linh Nhi khóe miệng dần dần dương lên, hai tay chống nạnh đối Nguyệt Kim bọn người hạ đạt mệnh lệnh này. Hắc hắc, để các ngươi gây Linh Nhi ta, thật coi ta là ăn chay. Huynh đệ manh, đi theo ta một món lớn, chúng ta cùng một chỗ nghẹn đại chiêu. Đại phong khởi hề vân phi dương, Italy pháo oanh mợ hắn. Nghe vậy, Vệ Thăng Kim mấy người nhìn nhau, trốn ở tầng mây bên trong bắt đầu nghẹn lớn. Mà trong phủ thành chủ Lý Kiệt chính một mặt phẫn nộ cay cú. Ghê tởm, thực sự ghê tởm. Một cái thổ dân thế giới tới rác rưởi, giết phó thành chủ Sa Phúc Lâm con chó này của ta thì cũng thôi đi. Bây giờ thế mà còn dám đối ta Lý gia lão tổ khâm điểm đệ tử hạ sát thủ. Ngươi để lão tử làm sao bàn giao cho lão tổ, để cho ta mặt mũi để nơi nào? Lý Kiệt một trận nổi giận, bởi vì phát hiện một tôn thiên truy bách luyện thể,
hắn đạt được lão tổ Lý Nho thưởng thức. Chỉ cần đem đối phương bồi dưỡng đến tiên cấp, lại đem Lâm Lang Thiên đưa đến Lý gia đi, hắn liền có thể một bước lên mây, đạt được đại lượng ban thưởng, thậm chí đi đến Lý gia cao tầng vị trí, trở thành Lý gia trưởng lão cũng có thể. Nhưng bây giờ mộng đẹp của mình lại bị một tiểu nha đầu triệt để phá diệt. Không có Thiên Truy Bách Luyện thể, mình tuyệt đối bị lão tổ trách phạt, thậm chí thành chủ cũng làm không thành. Vội cái gì, có bản tôn tại, tìm một cái tiểu nha đầu lại có gì khó. Ngươi cũng không phải không biết, bản tôn am hiểu nhất truy tung, dù là nàng hóa thành cho tàn ta cũng có thể tìm ra. Lúc này, Lý Kiệt bên người truyền đến một đạo hững hờ thanh âm. Trong lời nói tràn đầy tự tin, Lý Kiệt phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian cung kính chắp tay. Đường huynh, giúp ta, huynh đệ một trận phân thượng, ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a, nếu không lão tổ tất nhiên bắt ta cho hả giận. Yên tâm đi, nhìn ngươi nhiều năm như vậy đối bản tôn cung kính như thế phân thượng, ta há có thể để ngươi không may. Ngươi nói chuyện chính là Lý Kiệt đường huynh đệ Lý Cuồng, tiên tôn hậu kỳ đại cao thủ, đồng dạng cũng là trưởng lão Lý gia trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất, có hy vọng thành đế. Nghe vậy, Lý Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn qua Lâm Lang Thiên trước khi chớp truyền đến hình tượng, Lý Kiệt thần sắc lại dần dần ngưng trọng xuống tới. Đường huynh, thế nhưng là trong đội ngũ cái xú nha đầu này, có một vị tiên tôn hậu kỳ vệ thăng kim à. Con hàng này tiễn thuật uy lực cực mạnh, không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi cái này, lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Cuồng thô bạo cắt đứt. Ha ha ha, vệ thăng kim, hắn tính là gì đồ chơi, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Dứt bỏ đệ đệ của hắn khí điện chi chủ không nói, hắn chính là cái chày gỗ, tiễn thuật uy lực là mạnh, bất ngờ không đề phòng có lẽ có thể đem ta trọng thương. Thế nhưng là ta cũng phải cấp hắn cơ hội này, để hắn đánh chúng ta à? Ngươi làm ta sẽ không tránh né. Một khi cận thân hắn lấy cái gì chống cự ta, tin tưởng ta, ta có thực lực này đem hắn diệt đi, mà hắn lại không thể làm gì. Nghe Lý Cuồng vậy được chúc tại ngực, Lý Kiệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối phương xác thực có năng lực như thế, xa không phải bình thường tiên tôn có thể so sánh, nhất là một thân công phạt chi thuật tương đương sắc bén. Chỉ là làm người cực kỳ háo sắc, những năm này mình vì đối phương tư dục, đã không biết bắt nhiều ít xinh đẹp như hoa nữ tu cho hắn. Đã như vậy, vậy liền phiền phức đường huynh ngươi, chỉ cần bắt giữ tiểu nha đầu kia, ngày sau tất có thâm tạ. Lý Cuồng một mặt ngả ngớn, ngày sau, ha ha, ta nghe nói ngươi trước mấy ngày vừa nạp từ gia, cái kia xinh đẹp như hoa vô cùng mị hoặc đại tiểu thư làm thiếp, còn giống như là cái gì quyến rũ chi thể, phá lệ hàng hái, không bằng đường huynh giúp ngươi nghiệm một chút hàng, điều giáo điều giáo. Lý Kiệt sắc mặt có chút khó khăn, cái này đường huynh không tốt lắm đâu, đây chính là ngươi đệ muội. Lý Cuồng liếc mắt, bốn nằm tám ngửa ngồi tại thành chủ trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Ha ha, nếu là người khác ta còn không có thèm đâu, chính là bởi vì là đệ muội a. Vi huynh hảo hảo dạy ngươi mấy chiêu, ngươi ở một bên nhìn kỹ. Có câu nói là phù sa không lưu dụng người ngoài, ngươi không phải liền là ta sao? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Động tác này ngẫu nhiên mặc ngực cắm sai quần áo động cũng là bình thường, không cần để ý những chi tiết này nha. Mà lại ta đoán ngươi cũng không muốn lão tổ đệ tử bị giết một chuyện, truyền đi à? Lý Kiệt cắn răng, nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, phiền phức đường huynh giúp ta dạy một chút ta cái này tiểu thiếp. Lời còn chưa nói hết, một đạo kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một trận đất rung núi chuyển, mấy đạo cuồng bạo công kích hướng thành chủ đại điện rơi xuống. Hai người sắc mặt biến đổi lớn. Con mợ nó, chuyện gì xảy ra, còn có người dám đối phủ thành chủ động thủ hay sao? Nội lực hóa thành sóng lớn, trong nháy mắt đem phủ thành chủ san thành bình địa. Nguyên bản cao lớn trang nghiêm phủ thành chủ ầm vang sụp đổ. Lý Cuồng cùng Lý Kiệt hai người bất ngờ không đề phòng đều bị vùi lấp ở trong đó. Bành, hai người nội lực bộc phát, trực tiếp đem ép trên người gạch ngói đánh bay, trên mặt viết đầy không dám tin. Ban ngày, thực sự có người dám đối phủ thành chủ động thủ, đây là chuột liếm mèo sao, không có việc gì tìm kích thích à? Đi, đường huynh chúng ta đi xem một chút, đến cùng là ai dám như thế gan to bằng trời. Hai người đỉnh lấy kia từng trận công kích, bá một chút bay lên bầu trời. Phủ thành chủ cái khác không có bị nổ chết cao thủ, cũng đều mình đầy thương tích theo sau. Từng cái trên mặt viết đầy kinh sợ. Về phần trong thành không ít người, đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua đây hết thảy. Đã bao nhiêu năm không ai dám đối phủ thành chủ động thủ, hôm nay, bọn hắn rốt cục lại nhìn thấy kiêu ngạo như vậy người. Bọn hắn bọn này người vây xem, cũng nghĩ nhìn qua ngày bình thường ỷ vào đạo tông thân phận, làm mưa làm gió phủ thành chủ đến cùng như thế nào giải quyết. Nhìn thấy đầy bụi đất chính chủ xuất hiện, Sở Linh Nhi khoát tay áo, để đầu lưỡi kia cúi tại bên miệng, ánh mắt điên cuồng Nguyệt Kim cùng Vệ Thăng Kim, cùng Dược Lão mấy người ngừng công kích. Tiểu thư, làm sao không đánh? Đúng a, đừng ngừng, chúng ta còn có khí lực nổ phủ thành chủ. Cái này được mọi người dùng sùng bái ánh mắt, lớn tiếng kêu chúng ta đẹp trai, cảm giác quá mỹ diệu.
Không sai không sai, muốn ngừng mà không được à. Ta một cái lão đầu tử phảng phất lại về tới lúc tuổi còn trẻ tuế nguyệt, không vì cái gì khác, chỉ vì nghe một tiếng đẹp trai. Các huynh đệ, hô. Dược Trần say mê phất phất tay, đối phía dưới các tu sĩ ra hiệu nói, nhìn qua kia cao cao tại thượng phủ thành chủ không có, đám người gieo hò không thôi, có thể thấy được Lý Kiệt đám người hình tượng nhiều chênh lệch. Mà kia từng tiếng đẹp trai cũng là để mấy người triệt để mất phương hướng. Sở Linh Nhi chỉ trước mặt Lý Kiệt cùng Lý Cuồng, các ngươi nhìn, địch nhân đều tới đâu, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng đi, giết chúng ta tốt đi đường. Không phải đạo tông cao thủ nếu tới, chúng ta liền không tiện chạy. Mà đối diện Lý Kiệt cùng Lý Cuồng cũng chú ý tới bọn này, ngoài vòng pháp luật cuồng đầu người cầm đầu, lại là cái 9 tuổi tiểu nha đầu. Là ngươi, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Không chỉ có giết đồ đệ cùng chất nhi ta, giết phó thành chủ ta, bây giờ lại tới tiến công phủ thành chủ ta, ai cho ngươi dũng khí? Lý Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Linh Nhi, hai mắt trở nên băng lãnh, nghiêm nghị mắng. Sở Linh Nhi nhếch nhếch miệng, cha ta nói, dũng khí đều là lương tĩnh như cho. Lý Kiệt khẽ giật mình, cái này Lương Tĩnh Như là người phương nào? Nàng chẳng lẽ mới là chủ sử sau màn? Vì sao chưa từng nghe qua? Hừ, quản ngươi phía sau là ai, sau bối cảnh ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ngươi dám đến, vậy liền khó thoát một chữ chết. Đường huynh, nhờ ngươi quay đầu ta để cho ta kia thứ 108 phòng tiểu thiếp từ nương đến hầu hạ ngươi. Lý Kiệt tự biết không phải Vệ Thăng Kim mấy cái đối thủ, quay đầu nhìn về Lý Cuồng chắp tay, trở tay lại móc ra một khối truyền âm thạch, bắt đầu kêu lên tông cao thủ đến đây tiễu phỉ. Lý Cuồng khóe môi nhếch lên khinh miệt tiếu dung, tiểu nha đầu này chính là giết Lâm Lang Thiên cái kia hung thủ. Ha ha, ta rất thích, dài cũng rất tốt, Kiệt Kiệt Kiệt, đã dạng này, thuộc về ta. Lý Cuồng bộ mặt biểu lộ trở nên dữ tợn, thân hình lóe lên hướng Sở Linh Nhi phóng đi. Sở Linh Nhi mặt không đổi sắc, chậm rãi lui lại một bước, đem bên người 4 vị tôn cấp hộ đến trước người. Đại chiến hết sức căng thẳng, không thể không nói Lý Cuồng thực lực cực mạnh. Thậm chí Vệ Thăng Kim ở trước mặt hắn đều không chiếm được chỗ tốt, nhưng là loạn quyền đả chết lão sư phó. Đối mặt 4 người vây công, nhất là còn có Kim Điêu loại này không nói võ đức, tốc độ cực nhanh lại còn chuyên công ven đường xúc sinh tại. Rất nhanh Lý Cuồng liền bị Kim Điêu bắt mình đầy thương tích. Ghê tởm, đánh người không đánh mặt, đạp người không đạp trứng, đạo lý này ngươi mợ nó không biết sao? Không biết, Điêu ra không phải người, mà lại ta không có tố chất, ngươi cắn ta nha. Kim Điêu tiện hề hề cười nói, còn phong tao vặn vẹo uốn éo Điêu cái mông. Giờ khắc này, Sở Linh Nhi bỗng nhiên cảm giác Kim Điêu thế nào cứ như vậy đánh, không hổ là Điêu của cha nàng. Lý Cuồng tức điên lên, nổi giận giết đi lên, khí chàng toàn bộ triển khai không còn lưu thủ, toàn lực bộc phát hắn, lại đánh 4 người liên tục bại lui, nhất là Dược Trần cùng Nguyệt Kim càng là liên tục đẫm máu. Ha ha ha, Đường huynh, giết chết bọn chúng, để bọn hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Dám đến ta phủ thành chủ nháo sự, đều phải chết. Các ngươi coi là tiên tôn hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả, là những cái kia hàng thông thường. Như thế nào đỉnh phong, chính là có thể tùy tiện nghiền ép các ngươi. Lý Kiệt vẫy tay, thần tình kích động hét lớn. Cho dù cao thủ ở giữa, cũng là có chênh lệch, mà trước mắt Lý Cuồng chính là cao thủ bên trong người nổi bật. Tại thích ứng Kim Điêu đánh lén về sau, nghiễm nhiên đánh ra mình tiết tấu. Bên trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy 4 người tàn ảnh, cùng chiêu thức kia đối bính sinh ra tiếng nổ. Gặp tình hình này, Sở Linh Nhi nhướng mày. Đối phương chiến lực quả thật có chút vượt qua dự liệu của nàng, nhưng nàng không hoảng hốt, bởi vì nàng có vô số loại biện pháp cầm xuống trước mắt Lý Cuồng. Tiên tôn đỉnh phong đây này còn là lần đầu tiên gặp loại cao thủ này đâu, nếu có thể đem hắn cho hút, tuyệt đối lại có thể tăng trưởng một đoạn tu vi. Đã như vậy, vậy liền bắt ngươi thí chiêu đi, vừa vặn nhìn qua cha cho tiễn thuật đến cùng lợi hại hay không. Sở Linh Nhi đem lợi kiếm thu hồi, bắt đầu đại lượng hấp thu linh khí. Linh khí bao phủ Sở Linh Nhi, hình thành vòng xoáy. Nho nhỏ tay trái hướng phía trước vẽ nửa tròn, miệng bên trong thì thầm. Lấy đại địa chi lực làm cung, một thanh từ đại địa chi lực ngưng tụ mà thành thủy lam sắc khom lưng, trống rỗng hiển hiện, Sở Linh Nhi nội lực đồng thời bị rút sạch không ít. Lấy nhật nguyệt chi lực làm dây cung, ngay sau đó đưa tay phải ra, tại nửa vòng tròn hai cái đốt liên tiếp. Vô số nhật nguyệt chi lực hướng Sở Linh Nhi dẫn dắt tới, hình thành óng ánh dây cung đem khom lưng kết nối. Lấy tinh thần chi lực làm tiễn, hư không bên trong này chút ít tinh quang nhẹ nhàng rớt xuống, ngưng vì một chi màu trắng bạc mũi tên gác ở trên dây cung. Đầu mũi tên hàn mang nở rộ, mang theo vô tận uy thế, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Mà làm xong đây hết thảy về sau, Sở Linh Nhi khuôn mặt nhỏ cũng là một trận trắng bệch, có vẻ hơi suy yếu, hô hấp cũng biến thành cực kỳ gấp rút. Nàng không biết cái này nhật nguyệt tinh thần tiễn rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng thân là tiên đế đỉnh phong cấp bậc võ kỹ, có thể đưa nàng huyết sát chi thể móc sạch, đủ để chứng minh chiêu này cường hãn. Chư vị, mau tránh ra, ta nhanh nhị không nổi.
một chân chống đỡ khom lưng, hai cánh tay ra sức kéo động dây cung. Dây cung bị kéo ra, đầu mũi tên nhắm ngay Lý Cuồng. Sở Linh Nhi nóng nảy hô lớn một tiếng. Chiến đấu bên trong bốn người thấy thế quay đầu, cảm nhận được kia mũi tên bên trong nổ tung lực lượng cuồng bạo, dọa đến tranh thủ thời gian hướng một bên bỏ chạy. Sở Linh Nhi rốt cuộc không chịu nổi, hai tay buông lỏng, màu trắng bạc mũi tên thoát dây cung mà ra. Hưu, tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhìn tùy tiện đi mấy bước liền có thể tránh rơi. Như là nơi xa tiên tôn đỉnh phong Lý Cuồng, lại sinh ra một loại cảm giác không chỗ tránh được, linh hồn phảng phất đều bị khóa định, cực hạn cảm giác nguy cơ tại tâm hắn ở giữa nở rộ. Ra ngoài tiên tôn đỉnh phong bản năng, cho hắn biết mình đứng trước tiểu cô nương này phát ra một kích, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Thậm chí, hắn cảm giác uy lực tiễn này, so ra mà vượt một cái tiên đế sơ kỳ cường giả xuất thủ. Làm sao có thể, một cái tiên vương tiểu nha đầu, vì sao có thể phát ra cường đại như thế một kích? Cái này so bản tôn một kích toàn lực, còn phải mạnh hơn mấy phần a. Con mợ nó, vãi nhái, 9 tuổi tiên vương, đây rốt cuộc cái gì yêu nghiệt? Lý Cuồng hối hận, sớm biết có dạng này biến thái yêu nghiệt tại, hắn liền không thổi cái này như bức, không lội cái này bãi nước đục. Lý Cuồng liên tiếp tránh né mấy lần, nhưng mặc kệ hướng phương hướng nào chạy, mũi tên đều đuổi theo hắn. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Cuồng chỉ có thể cắn răng móc ra một kiện tôn cấp trọng bảo đặt trước người, không cam lòng gầm thét. Ta còn cũng không tin, ngươi một cái tiểu thí hài có thể một tiễn đem ta giết đi. Một giây sau, một đạo cực sáng bạch quang hiện lên, đem mọi người con mắt đâm vào tạm thời mù. Một cỗ cực kỳ cường đại sóng xung kích cuốn tới, không gian từng khúc đổ sụp, đám người cũng chấn động đến bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét xa. Liền ngay cả dưới mặt đất những cái kia quan chiến tu sĩ đều bị xông người ngã ngựa đổ, riêng phần mình bị thương không nhẹ. Tu vi thấp tức thì bị trực tiếp đánh chớt. Theo sóng xung kích oanh đến, hai tai mọi người trực tiếp điếc tạm thời, căn bản không nghe thấy tiếng nổ, chỉ cảm thấy đầu ông ông. Như là từ lồng ngực truyền đến cái chủng loại kia ngột ngạt cảm giác, đến xem bọn hắn biết bạo tạc cực kỳ kịch liệt. Đợi cho cường quang tán đi, đám người con mắt dần dần khôi phục quang minh, lỗ tai cũng chậm rãi khôi phục thính lực. Lau đi khóe mắt máu, đám người phát hiện trước mắt phủ thành chủ đã thành một đạo hố to sâu 100 mét, rộng 500 mét, một đạo to lớn mây hình nấm còn tại từ từ đi lên, giống như tận thế mà kia lực áp bốn vị tôn cấp cường hãn chiến thần Lý Cuồng cùng thành chủ Lý Kiệt thì không rõ sống chết nằm tại trong hầm. Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người trong đầu tất cả đều chỉ còn một cái ý nghĩ, tay tiểu nữ hài này như vũ khí hợt nhân, thật không thể trêu vào. Liền ngay cả vệ thăng kim cái này thần tiễn đều là một trận ngạt thở, không dám tin quay đầu lại, nhìn qua kia lung lay sắp đổ một mặt thống khổ Sở Linh Nhi hoảng sợ nói. Cái này sao có thể? Tiên vương sơ kỳ, một tiễn đưa tay cầm tôn cấp trang bị tiên tôn cường giả tối đỉnh, đánh không rõ sống chết, ta mợ nó là đang nằm mơ chứ. Úc, thần tiễn đại nhân thân yêu của ta, ngài nhìn cái tiểu nha đầu này đáng chết, đến cùng làm ra chuyện gì? Thần tiễn đại nhân tôn kính của ta, xin tha thứ cho ta tín đồ trung thành nhất làm phản. Ta, vệ thăng kim, muốn bái Linh Nhi tiểu thư làm sư đi.